Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo của kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang đứng ở một nơi rất là đẹp các bạn ạ. Nói chung là như kiểu thiên đường luôn, ở phía dưới thì là biển mây, rất là đẹp. Hôm nay mình có tham dự một cái đám cưới của anh em người Mông ở trên Bắc Hà. Thì cái tục lệ của cái đám cưới này các bạn nhé, là như này này. Là sau khi mà anh chú rể, anh kéo cái cô kia với cô dâu về, thì là cô dâu sẽ... nói chung là kéo phát ở luôn nhà trai luôn. Nhưng mà sau kéo xong mà đồng ý thì họ sẽ về, xong rồi tiến hành lễ ăn hỏi gì đấy, đại loại như thế. Và hôm nay thì là ngày chuẩn bị, thì sẽ có cái chú rể sẽ về phía nhà cô dâu để làm cái, đưa cô dâu về làm cái lễ cưới rồi ra mắt họ hàng hai bên. Còn mình thì đang ở nhà trai. Cái đám này ấy, thì sẽ mổ một con chó các bạn ạ, một chó để cho mời mấy anh em giúp ăn chơi bữa trưa nay. Còn chiều sẽ tiến hành mổ thêm một con bò, một con lợn, không biết một con lợn hay mấy con, nhưng mà thấy con lợn to lắm, con lợn này chắc phải 2 tạ. Thì mình sẽ lựa và làm ra những cái clip video riêng để gửi đến các bạn nhé. Đây, điện thoại. Bây giờ mình chỗ này cảnh đẹp quá các bạn ạ, không biết nói cái gì nữa. Nhưng mà dự là cái đám cưới này ấy, rất nhiều những hot girl đấy, hot girl, nói chung là quần áo đấy đẹp, quần áo của cộng đồng người Mông ở đây quần áo rất là sặc sỡ và rất là đẹp các bạn ạ. Đây mình sẽ quay ở phía trong cho các bạn nhé. À, bố nó là con vịt à? À, giới thiệu các bạn, đây là con gà lai vịt các bạn ạ. Con vịt nó phải con gà ra con này à? Đây mấy cái con nhảy gà lại ra con này ạ. À thế ạ. Con lợn này gần 2 tạ các bạn ạ. Nhà chủ thì trả cân, nhưng mà các bạn nhìn cái độ lớn của nó thì đủ biết là con lợn này là bao nhiêu cân rồi. Nhìn nó to chưa? Có to hơn đã 8.000 nữa rồi. Thế à? Thế à? Ủa, con này to thế nhỉ? Ui ôi. Thế à? Hai... mổ xong có 2 tạ, 3, 2 tạ, 4. Ui ôi, to nhỉ? Con này nuôi bao nhiêu lâu rồi anh? Từ năm ngoái tháng 6 rồi. Hả? Ừ, sụp tinh rồi nhỉ?
Bắt đầu đưa con lợn ra ngoài cái chuồng các bạn ạ. Chắc là anh em phải lôi ra ngoài thì mới buộc được. Con này to quá. Cái này cái gì đây? Sa nhân. À, sa nhân à? Cái này anh cứ lên là một cây của nó là 10.000. À, 10.000 một cây ạ. À? Cái này bán ở đâu hả anh? Không, không mình ơi, không phải mình, à. Mình chung vừa làm giống thôi. À, về làm giống ạ. Vâng. Anh em đang mổ lợn, hai vợ chồng người này chở cây sa nhân giống các bạn ạ. Tiết này để đánh tiết canh hả chị? Để đánh tiết canh. À, con lợn này nhà nuôi nên là đảm bảo đúng không? Lợn đen. Lợn đen biết rõ nguồn gốc đúng không? Bánh này chưa chưa nên ăn chưa? Hả? Chưa nên ăn chưa đúng không? Ăn chưa đấy. À. Đánh ăn chưa. Anh em đang giải quyết con lợn các bạn ạ. Con lợn này ăn chưa? Em đang đào cái chỗ kia cho nó bằng bằng để chuẩn bị làm lông con lợn các bạn ạ. Con lợn này nó to, có khi nó còn to hơn cả một con bò lẫn một con ngựa mà mình thường hay mình hay nhìn người ta mổ. Ủa, lúc thông, chỉ giống lâu này ha. Bất cẩn lo quá. Cái đấy chỉ không đọc. Thầy tế tế sáng được bóng, thầy lỏ bó, ta lỏ. Sao hỏi hả? Ô, đỏ thiếu. Ô, quá này, quay đấy, chứ là quay thôi. Cái này bó hơn đỏ này. Bó hơn đỏ này. Để tên thú tao sẽ này. Ủa, quá dù, quá dù, các chị em dẫn đèn tôi gì thế. Chứ này nó về đặt chỗ này, em để đặt chỗ này. Lá này làm bánh à? Mình phải làm dây thì ra gì phải trung do à? Lâu lâu tao đó hết là cho mà tao mà khó lâu rồi đó chỉ cho con trâu à con cá cháu tao gì chưa quay không khoai như chào tao mắc quá ăn chơi làm lâu con này vất vả hả chứ nhỉ con này làm lâu hơn. Anh em đang kê cái chỗ để chuẩn bị mổ con lợn. Kê chắc chắc là con này nó nặng. Đây mười mấy người khinh con lợn các bạn ạ. Đây là cái đó nhá tiểu nó chưa hay chưa rồi ôi tụ bốn nó kìa một hai ba lên nào lên ơi quá đẹp luôn cho nước vào đi cháy à cháy à giả nhá, để tôi là sạch đã. Rồi xong mới vào.
Làm sạch quá ăn không ngon à? Chúng là lợn này mà làm sạch quá ăn nó nhạt thịt. Không bảo là ăn mình không lâu mà. Xong. Chạy 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 chạy. Nửa con lợn mà bốn người khênh các bạn ạ. À, nửa con bốn người khênh có nghĩa là một con này là 8 người khênh. Con lợn to hơn nữa con. Ôi, xuống. Con bò mà chiều nay mổ khi còn không to bằng con này. Con bò đấy. Con bò làm sao bằng được? Ông anh đang bơm băm nhân để chuẩn bị của anh Tích Canh có cái cuống họng với là cái phổi các bạn. Tích Canh lợn à? Tích Canh lợn. Mình đi nhiều đám lắm rồi, toàn thấy Tích Canh bò, Tích Canh ngựa, Tích Canh trâu. À, hôm nay mình gặp Tích Canh lợn. Đây là cái cuống họng các bạn ạ. Cuống họng lợn đây làm cái nhân Tích Canh này. Chỗ này ban chỗ này xong trước cho vào xào trước à? Hay là xào trước, xào xong tí có cái cuống này họng này mà nó hơi giòn này. Ừ, nó giòn. Nó nằm ở trong chi tán đó rồi đó. Thấy sừng đó xe à? Sừng đó xe đó. Thấy tổng chi thì vô là mà. À. Ít tổ chân nó gì gì cho xe ra tổng á. Hả? Hả? Mà ta chứ bỏ chí chứ. Nó chạy qua. In ra hút lửa từ đó kìa. Này
Đây là chim chó à? Chim lợn hay sao? Cái này là chim chó hay chim lợn đấy anh? Chim lợn đấy. Trái hết một nửa nhiều. Cái này là con nhiều là to mà. To rồi nhỉ? Cắt thế cả. Cắt xỉu cái nó. Nên để xử lý xử lý. Anh em đang thả cái dân mùi lát cho vào món thịt canh lợn. Những này là vừa rồi. Bắt là phải có cái lạc cho nó. Dạ. Để có lạc để nó ngon. Có lạc á? Trộn đi chứ khổ. Cho sáng cho mình xem. Cho mình xem. Cái khổ chứ tôm. Sáng sáng cũng thay sát thật mà. Có chả. Cá nó mà. Cái tiền bỏ mà. Ta tan, giờ chín lòi là nó ăn đâu à? Thì ta hố cây là. Tao cây to này, anh cho cho cây anh xin gặp. Thế nào? Thấy không có thấy đây là hố này. Ừ. Con là con là con. Đấy chả lắm. Nè. Con này. Có thấy cực không đó. Tao tạo ra thân nhiên lúc nào tao mất đỏ không đặt ra. Đâu, một tiết bán được một hai thìa tiết ba thìa nước đây là hai hai tiết đông luôn. Cái này đông luôn. Bát cuối cùng. Nó cho mày đi rửa đi. Cái bát này đông luôn rồi. Cao thủ. Cao
Chắc là ngốt. Cái thịt ở đây rất là đặc biệt các bạn ạ. Cả thịt lợn hay là lát thái thịt chó thì các anh cũng vừa bóp muối với gia vị luôn, vừa miếng luôn, vừa ăn luôn. Ngon luôn.